phí vào đây đúng không? Dạ. Anh sao vậy? Đâu có gì đâu. Anh không thích cái váy đó hả? Không, làm gì có, em mặc đẹp còn chết. Xinh. Em biết là nó hơi mắc so với những mẫu khác, nhưng mà đám cưới của em chỉ có một lần trong đời. Nói nghe nè, em thích là được, tiền bạc không thành vấn đề. Cái này cho anh xem. Chào đám cưới của tụi mình. Cái chỗ nhà hàng ven sông mà tụi mình đặt tiệc á, họ có dịch vụ cho thuê cano dành riêng cho ngày cưới. Hôm đó hai đứa mình sẽ ngồi trên cano và đi dọc theo bờ sông trong tiếng đàn violon dưới ánh hoàng hôn. Khách khứa sẽ đứng ở ngay cái cầu cảng đón tụi mình á. Khi mà tàu cập bến thì tụi mình cùng với mọi người sẽ bước lên chỗ làm lễ. Còn nữa, đây. Đó. Trên đường đi hai bên sẽ trải dài hoa lavender. Hoa này họ nhập từ Pháp luôn á. Anh có thấy đẹp không? Như vậy thì chi phí phát sinh bao nhiêu? Khoảng 100. 100 triệu. Rồi tiền đâu em bỏ ra nhiêu đó? Thì mẹ em lo cho hai đứa mình. Có sao đâu anh. Anh nói nghe nè, bây giờ đám cưới của tụi mình mà có mẹ vào làm gì, đúng không? Đám cưới của tụi mình bây giờ muốn thay đổi gì em phải báo với anh chứ. Thì mọi thứ vẫn như kế hoạch ban đầu của anh mà. Em chỉ muốn mọi thứ nó hoàn hảo hơn thôi. Mọi thứ nó đã hoàn hảo dù không có những cái như đường hoa như cano của mẹ em rồi. Em thấy chẳng có gì sai khi mà mẹ em phụ đám cưới hết á. Đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em mà. Khi mà mình đang không có đủ. Đám cưới tụi mình là tụi mình quyết, chứ không phải là em hay là mẹ em quyết. Ok, để em tự bỏ tiền túi của em ra cũng được. Dù gì em cũng là giám đốc một chi nhánh, em cũng phải nở mày nở mặt với mọi người chứ. Còn anh, chỉ là một thằng nhân viên quèn đúng không? Anh thôi bạn nói trước đi. Thôi bạn nói trước đi. Dạ, để tôi nói. Dạ, kính thưa, dạ tại tôi là bạn của Chí Thông mà. Tôi thương Thông lắm. Tôi cũng thương người yêu đó luôn. Thì tôi luôn luôn dặn Chí Thông á là đừng tránh những cái điều xấu để đừng có ảnh hưởng tới Thiên An á. Tại tôi thích chị Thiên An ghê lắm. Tôi thương chị á lắm. Dạ. Còn tôi thì tôi cũng rất là có cảm tình với lại Chí Thông. Chí Thông, tôi cũng rất là hay binh vực cậu ấy và... Gặp tao để tao bảo mẹ nó cho xong, khỏi đám cưới gì hết. Tao rất tức. Đám cưới của tao sẽ trở thành một cái đám cưới nhạt nhẽo, không có điểm nhấn. Ổng thì muốn cái gì cũng nhanh gọn lẹ hết á. Bạn bè ổng thì dễ rồi, còn tao thì sao? Chưa kể tới đối tác làm ăn của tao, của má tao nữa. Trời ơi, tao nói mày nghe, vậy thì mày phải quất luôn. Được không được thì thôi. Chứ mày nhường ổng lần này là lần sau ổng leo lên đầu mày, ổng nhảy cha 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 luôn đó má. Đi nói đúng không cả nhà? Mày đang livestream hả? Yo. Đây đó, là cái đám cưới của mày. Mày hiểu không? Gì đó. Lúc nào cũng nói là mẹ em nói thế này, mẹ em nói thế kia. Rồi tao không biết là tao cưới nó hay là tao cưới mẹ nó. Hai người. Không, ý là hai người tụi bay á. Đám cưới của hai người tụi bay thì hai tụi bay tự quyết định. Mắc cái gì mà để người ta nói ra vô làm vậy? Tao thì tao ngại bà nhạc. Bà thì bà giúp tao nhiều lắm. Nhưng mà tao cứ nói tới mà nói lui thì bà nghĩ tao hẹp bụng. Bụng mày hẹp thiệt mà. Nhậu biết bao nhiêu lâu mà tao không hiểu bụng mày cái chút xíu. Bụng tao càng ngày càng bự. Nhưng mà không sao mày ơi. Cái đó á, cái sự hẹp hòi đó không phải là cái sự hẹp hòi thông thường. Cái đó là tề thiên đại thánh. Nói gì vậy? Xỉn là xỉn. Cái đó là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đúng không?
Chi ly vô. Vô. Chi ly thì vô. Đã nghèo rồi còn tự ái. Có má vợ là từ A đến Z nó còn chảnh nữa. Đúng là anh hùng rơm. Tao không có quan tâm chuyện giàu nghèo. Tao chỉ muốn một cái đám cưới hoàn hảo thôi. Vậy thì càng phải không khoan nhượng. Mày cứ nói thẳng vô trong mặt nó, cổ vô đầu nó luôn cũng được. Nói vậy đàn ông nó mới nghe. Nên nói đúng không cả nhà? Mày vẫn còn đang livestream hả? Thì giờ tắt nè. Ôi tên tôi nghe mà tên thôi. Mày quậy mày. Mày quậy mày mày vậy tao chơi mày luôn. Vô mày nói nhiều vậy. Gọi cho tôi lại nè. Rồi á, giờ còn mày đặt giận tao nữa. Gần tới ngày cưới rồi mà tao gọi điện thoại không bắt máy. Thôi kệ đi mày ơi, tụi đàn ông nó khốn nạn lắm. Nên nói đúng không cả nhà? Rồi mày ngồi mày like hoài đi. Thông cảm đi, tại đang làm nhiệm vụ xíu tắt liền. Rồi cái gì nói tiếp đi nè. Thiệt sự tao không hiểu luôn. Cái lúc mà tao nói tiền mẹ tao cho, ông đổi thái độ với tao liền. Thái độ cái gì mà thái độ? Con phải nói thẳng vô cái bản mặt của nó. Không có tiền thì người ta bỏ là chuyện rất bình thường, không có gì tự ái hết trơn á. Đừng có nghèo mà chảnh như thằng già của nó đó. Đàn ông mà bạc nhược là không có xài được. Biết chưa? Má rất là rành cái ngữ đó. Má bình tĩnh đi má. Con khổ quá rồi mà. Mày ưng nói tao mới khổ đó. Đồ cái thứ già mà không biết dạy con, cha nào con nấy. Xấu quắc, không có được cái gì hết trơn. Tương lai thì mờ mịt, trên răng dưới dép. Mà cái bô bô cái miệng xạo không. Mày ưng nó đi rồi mày khổ cả một đời ha. Hồi xưa đó tao thấy được nè, sáng mắt sáng lòng nè. Bởi vì tao bỏ đi Nam Giang đó. Chứ tao ôm cha đó giờ tao khổ chưa? Khổ cả đời chưa? Tư Hạnh ơi Tư Hạnh, cuối cùng cũng có ngày này Tư Hạnh. Trời ơi, đám cưới được cưới 1 lần trong đời chứ có ai cưới 2-3 lần đâu anh. Thì cũng biết là có 2-3 lần nhưng mà hiếm lắm. Nha, bớt nha. Bớt xíu nha, bớt xíu đi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Được rồi. Yes. Để tôi gọi tiếng ngang, để tôi gọi tiếng ngang. Để khoan. Khoan. Cái gì? Đồ cái thứ già mà không biết dạy con, cha nào con nấy. Xấu quắc, không có được cái gì hết trơn. Tương lai thì mờ mịt, trên răng dưới dép. Mà cái bô bô cái miệng xạo không. Chị Năm. Thôi trời ơi, thôi với bà nội. Chị tính sao vậy? Tính cái gì mà sao bà vô được nhà tôi? Trời ơi, cửa có đóng đâu. Trời ơi, với cái đầu ống nó quên trước quên sao. Mà tính là tính cái gì? Chuyện đám cưới con Thiên An đó. Trời ơi, bữa đâu ra? Sao mày vô được nhà tao? Em mới làm móng cho chị xong nè. Trời ơi, không nhớ gì trơn á. Mà đám cưới gì? Thì chị lo sao chứ, đám cưới Thiên An. Thì cưới chứ làm sao. Có gì đâu mà ngạc nhiên dữ. Ơi bà chửi quá trời chửi kìa. Bộ ông Xuân không nói gì bà hả? Xuân nói gì đâu. Trời ơi, chẳng biết gì trơn hả? Biết cái gì? Nói nè. Hồi xưa đó tao thấy được nè, sáng mắt sáng lòng nè. Bởi vì tao bỏ đi Nam Giang đó. Chứ tao ôm cha đó giờ tao khổ chưa? Ê, trời. Mày đứng cái gì mà hết hồn vậy? Nè bác. Cái gì đây? Chứ tao ôm cha đó giờ tao khổ chưa? Khổ cả đời chưa? Tư Hạnh ơi Tư Hạnh, cuối cùng cũng có ngày này Tư Hạnh. Tao biết rồi, tao xin lỗi. Tại hôm qua tao tức thay cho mày nên tao mới record rồi đăng lên vậy thôi. Sáng dậy cái tao tỉnh liền luôn á má. Tao lên tao xóa. Mà mấy cái fanpage khẩu nghiệp nó tải xuống rồi nó giật tích tích thumbnail tùm lum hột me hết rồi. Tao đâu có kiểm soát kịp đâu. Tao xin lỗi được chưa?